Em chào chị ạ. Lo. Ngại lắm nhỉ. Ngồi với anh khách nó mất tập trung đấy. Đây sai, đích sai. Đâu hả ấy? Vào đây nhìn sướng nhỉ. Ui to thế. Cái này còn nét không? Cho so xem thử nhỉ. Đây, đây TCL đây. Cơ bản luôn. Cái này đắt hơn à? Cái xịn hơn à? Xịn hơn nhiều. Còn TCL này nếu mà mua nó sẽ có ra hai cái điều khiển, một cái điều khiển thường với một điều khiển tìm kiếm giọng nói. Còn con này là gộp luôn. Còn con này là điều khiển to này, nó tìm kiếm giọng nói. Tức nghĩa là chưa có chức năng lướt web đúng không? Có, nhưng mà nó không có chức năng tìm kiếm giọng nói mà giá hai con này. Siêu mượt. Thích không sai? Có. Anh xem anh cũng thích lắm rồi đấy. Chắc mai cũng phải mua một cái để nhà cho ông ra xem. Thôi nào. Mở phát 4K thôi nào. Cái này chắc không chạy được đâu nhỉ. Chạy được nhưng mà nó sẽ giảm độ phân giải cho HD luôn. Bật 4K như kiểu không chỉ này, bật 4K nó còn giật đấy. Thế nó còn mạng riêng biệt rồi đúng không? Mạng nó khỏe nét rồi. Sẽ có cả kệ này, có cả tivi nhá. Ui xời, chật chưa? Thích cái nào? Cái này thì là hai điều khiển riêng biệt này. Thế còn cái này? Còn cái này là đúng cái này. Tích hợp một cái luôn. Nó sẽ ra một cái điều khiển, con kia nó sẽ một cái điều khiển to này, một nhỏ này. Tức nghĩa là một cái điều khiển tivi, một cái điều khiển để mình lướt web đúng không? Kiểu đúng kiểu rồi. Như thế. Tóm lại cái điều khiển thường kia vẫn điều khiển được, phải qua một tiếng tiếng nói phải chuyển sang điều khiển nhỏ kia. Nó sẽ bất tiện hơn cái điều khiển này. Và con này nó sẽ gọn nhẹ hơn. Cho thử xem cái TCL này phát ra nào bạn ơi. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch. Hôm nay thì Tam Giang Mạch đưa bé Say đi vào siêu thị điện máy Say để mua đồ điện tử. Cụ thể là mua tivi và mua một bộ tivi, sau đó là một cái kệ nữa mọi người ạ. Để cho Say với Vân là có đầy đủ những cái đồ dùng sinh hoạt cơ bản của gia đình để tiếp cận được với thông tin đại chúng. Đấy. Chào các bác. Cháu xin chào các bác ạ. Đang đi đâu đây? Đang đi mua một cái tivi. Đấy, rất đẹp này mọi người này. Với tài chính là 400 đô thì anh em mình sẽ theo như nguyện vọng của nhà hảo tâm là Tam Giang Mạch sẽ mua một cái tivi 32 inch và một bộ tivi 32 inch và một cái kệ nữa. Còn số tiền dư còn lại thì sẽ xin phép ý kiến của nhà hảo tâm để xem là sử dụng cho bé Say như thế nào. Đấy. Thì trong nữa anh em mình sẽ mang lên lắp và sẽ chia sẻ nhà hảo tâm đó với cô ba anh chị và khán giả mọi người nhé. Bí mật phải bật mí ở phía sau cùng. Đấy. Bây giờ thì đang nhờ chỗ bạn Triều và cái tự cái nước để tư vấn cho. Máy lọc nước thôi. Ui, ui dài lồng hoàng luôn này. Điều khiển là kiểu cơ bản luôn. Sẽ thêm cái điều khiển nhỏ như này. Có thấy được đâu? À đây. Nó giật con này nhiều. Giật hơn à? Về độ mượt thì nó không bằng con này đâu. Giật thật nhỉ. Phải chỉ như này cơ nhỉ. Đâu, thử phát nữa. Cái này là của cái này à? Cái này chứ. Này tích hợp luôn đúng không? Tích hợp luôn. Không biết dùng tivi lắm. Tắt cái màn hình nó mượt hơn nhiều. Chốt. Không thử nhiều. Mọi người có hai sự khác biệt rõ ràng, giá thì chênh nhau khoảng 300-400 thôi. Nhưng mà cái sản phẩm này thì về chất lượng hình ảnh nó theo trải nghiệm thì ok hơn rất nhiều này. Thứ hai là cái nó tích hợp cả hai cái điều khiển trong một thì nó sẽ thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Bởi vì là nếu như mà dùng hai cái như bên này ấy thì mất một cái rồi thì sẽ sử dụng rất là khó. Thế lấy cho mình cái này nha bạn ơi. Có khuyến mại hay là bảo hành như thế nào không nhỉ? Con này thì bảo hành 2 năm.
2 năm. Mà tháng đầu mà xin lỗi của nhà sản xuất hỗ trợ đổi mới. Đổi mới. Sau tháng 2 đúng không? Nếu mà sắp bắt đầu từ tháng 2 mà xin lỗi thì bên hãng người ta sẽ hỗ trợ mình sửa. Ừ. Sửa miễn phí hay là sửa mất tiền? Nếu mà sửa miễn phí. Nếu mà, nhưng mà đấy trong cái kiểu là lỗi nhà sản xuất thôi. Ok. Người dùng thì sẽ thì phải mất tiền đúng không? Đúng rồi. Ok. Đây là trưng bày thôi đúng không? Sản phẩm ở kho. Nếu mình đấy kho. Có hỗ trợ lắp ráp gì không? Có. Cái hàng này làm sao được? Ở trên Mậu Duệ đi, trên Ngạp Sòng đi. Chiều nay mới lắp được. Cái này là treo tường thôi nhỉ? À mình có kệ rồi, thôi mình tự lắp được. À, nếu để có trừ kệ... trừ chỗ mình cho đấy được. Vì lắp đặt là miễn phí mà. À. Rồi ok, thế lấy cho mình cái sản phẩm này. đi ra quầy đi. Anh em sẽ xuất kho cho mình. Ở các cái ngoài cửa hàng trôi nổi thì cũng sẽ có thôi. Tuy nhiên thì các sản phẩm trôi nổi thì anh em mình nói thật là tùy vào cái điều kiện tài chính thôi. Như các cái hoàn cảnh trước Tàu Dông Mạch mua ấy thì sẽ là mua ở các cái cửa hàng lẻ ở ngoài. Nó rẻ hơn một xíu thôi. Tuy nhiên thì cái chất lượng và bảo hành nó không được như thế này. Đấy. Chỗ này tuần đồ xịn. Ừ, đẹp không? Đặc biệt là các chị rất xinh đúng không? Có chưa nào? Chuyển khoản thôi. Cầm tiền đi cho nó đẹp thôi nhưng mà tiền này không dùng được. Cái này là số điện thoại của ai bảo hành nhé. Cứ để số điện thoại của mình cũng được. 0968 122 303. Vì các bạn nhỏ nên chưa biết gì đâu. Có vấn đề gì mình sẽ mang đi bảo hành thôi. Thôi mình tự mang đi xong rồi, tại vì mình mua kệ mà nó không phải là bắn tường nên là nó sẽ dễ hơn. Bây giờ là xay là đủ đồ rồi đấy. Tivi có, tủ lạnh có, ghế có, bàn ghế có, giường ngủ có, tủ quần áo có, đầy đủ rồi. Sau này từ bây giờ trở đi là tự lập được cuộc sống rồi, không phải là quá khó khăn nữa đúng không? Ừ. Sau này học xong rồi đi làm kiếm tiền nữa là ngon lành rồi. Ừ. Chả mấy khi ra thị trấn. Chắc là khoảng 1 năm là ra thị trấn mấy lần? Chưa ra. 1 năm không ra thị trấn à? Một dễ thôi. Chị ơi mà dễ ơi. Ê giời. Cái đấy mình chỉ khoảng đó. Mình vẫn hàng gì đó. Nông nghiệp. Thế thì cũng chưa quét mắng. Chưa quét mắng cái gì đi tìm. Anh em nghĩ được. Mã như nào nhỉ? Anh xem có được tặng thêm cái gì không? Giảm tiền. Có khẩn cấp đi được bay. Ngay khi đầu. Điện thoại xay đấy. Dạ. Điện thoại. Rồi. Sau này tự làm có tiền mua một con nha. Được. Oppo mà. Oppo. Ừ. Phát ăn luôn à? Mà mua của Samsung ấy, là nó lâu. Ok rồi bạn ơi. Galaxy. Oppo thì hay đơ lắm. Xuất kho. Xem 3 triệu. 3 triệu. Ui. Ừ. Miễn phí 12 tháng xem dịch vụ ca cộng á. Đắt lắm. À. Thế là xem chỉ cần có mạng xem được miễn phí hết à? Ui ngon đấy. 6 triệu. Đây là 8 triệu. 8 triệu.
Ui rồi, được nhiều quà tặng đấy. Hay là đây là chương trình khuyến mại đấy? Có chỉ là mấy kênh cơ bản thôi. Kênh VIP VIP thì những cái kênh xem bóng đá thì chắc chẳng có đâu đúng không? Đây mở ra cài cài full topping cho anh. Của mình là 815.000. Xem ra đây xem TV của mình là của mình rồi đấy. Chuyển tiền ra là của mình. Cứ làm con khoảng 79 inch xem nó có nhẹ không nhỉ? Có TV thì thích xem cái kênh gì nhất nào? Kênh nào cũng thích mà. Tí nữa thử xem phản ứng của Súa xem thế nào khi có TV nhỉ? Có cả kệ, có cả TV đầy đủ hết. TV thì xem là khả năng để góc nào được nhỉ? Để góc bảng điện luôn nhỉ? Xong mình ngồi cái sofa mình xem sao nào nhỉ? Nẹt nhờ. Chuyện này mà xem thật sự cái đống kênh miễn phí của nó. Ủa, VTV3 miễn phí luôn à? Ôi trời ơi. Được 1 năm miễn phí mọi người ạ. Mua ở bên điện máy xanh thì sẽ được xem 1 năm miễn phí những cái kênh cơ bản của bên gói K cộng. Đấy, ngoài ra thì còn những cái tiện ích khác nữa đi kèm nữa. Còn nếu mà mua ở ngoài thì không có gì ngoài cái màn hình TV. Đấy, nói thật là với mọi người là như vậy. Cái này anh sẽ hướng dẫn em sử dụng sau. Đấy, cái này tìm kiếm giọng nói luôn nhé. Ví dụ là bấm vào xong là P giò mông, thế là nó ra. Đúng không? Rồi, xong khi dùng ứng dụng xong là anh em mình sẽ đi mua cái đầu chảo nữa. Đúng không? Đấy, nhạc trẻ có ngay. Sợi. Siêu mượt luôn. Ui giời, nét thật. Cài đây, nếu mà mang về nhà và lấy cái điện thoại của điện thoại phát wifi để mà cho nó cập nhật đúng này lên thì không có lượng đấy. Thôi. Kệ nào. Vừa nãy bắt wifi rồi chưa đâu. Vừa nó cập nhật xong hết rồi mà. Ừ. Nên bên lâu thế đấy. Ừ rồi, ok, cảm ơn bạn nhé. Ok. Đây là con về nhà đi hiểu mình muốn kết nối điện thoại mình vào đây này. Cái tên mạng của mình đúng không? Xong là mình sẽ tự. Ok, cái đấy mình sẽ hướng dẫn các em xong. Trong này có cả chân đúng không? Ok. Em chào chị ạ. Ra nào, đi thẳng thôi.
Chú Long này cẩn thận chú Long nhá. Còn tối nữa. Dùng chi dùng? Để cầm cho cái chảo cho em cầm tivi đi, để lại rơi mất. À chí mua nhỉ. Màu máu mua. Hết anh ạ. Đó. Không em để trên giá thôi. Hay là treo tường nó đẹp anh. Ôi giời, mua giá là cái treo tường cái gì. Thế đây có tôi viết không nhỉ? Tôi viết á, không có. Có không? Không có. Anh Duy, ơi, cho em xin được tôi biết rồi. Đây này. Chia nhau. Để anh Hiệp cầm cái chảo đi. Chảo thì khả năng hôm nay chưa lắp được đâu, bởi vì hôm nay nhiều việc quá. Mà anh xong thì chưa lắp được. Bán ở trên mái tủ tét. Mái tét. Tay có vẻ là đầy đủ nhất. Tay với vần với tính thuật là cứ đua nhau nhỉ. Đấy. Đua nhau ai cũng đua là có đồ đẹp. Nhà Vân có tivi thì nhà Xính Thọt là có mái hiên. Xính Thọt có mái hiên thì xây lại có bộ tivi đắt tiền. Thời gian này thì trong một năm đầu thì xây sẽ không phải, thì gần như là không phải xem chảo lậu nếu như mà có tivi. À có wifi. Bởi vì là anh em mình mua ở điện máy xanh ấy thì là được khuyến mại một bộ một năm xem ca cộng miễn phí và rất nhiều cái chương trình ưu đãi khác. Mệt quá. Đây nhà xây đây. Thẳng mà chú. Bên này là vườn. Chú đi thẳng giúp cháu. Vâng. Nhanh lên xay để còn hộ chú. Ôi. Mình đến nhà thì mát hơn. Ừ. Ui vào nhà mát thế. May mà không chặt khóm tre không là mát. Nếu mà chặt khóm tre thì hết mát luôn rồi. Xay chắc không bê được á. Cẩn thận nhá. Rơi vỡ là của mình đấy. Lòng nước đây chú. Vâng, đến cho cháu chuyển khoản cho. Vâng. Cứ viết hóa đơn cho cháu nhá, để cháu còn đính kèm lên trên video. Và cứ viết hóa đơn em gửi qua Zalo cho cháu. Cho nó khách quan tí. Vâng. Ây à. Đây bóc tem luôn này. Mới tinh. Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ. À, đun nước rồi à? Đúng rồi. Hôm nay lên dọn nhà à? Đúng. Bảo xuống lên nhưng mà xuống không lên nhỉ? Xuống cứ đi bán cá. À đi bán cá rồi. Vâng. Ô cái này hết pin rồi. Đây ban đêm nó tự mở thôi. Vâng. Ôi, rồi. Để góc kia là đẹp nhất rồi nhỉ? Vâng. À, chia sẻ với quý cô bác anh chị khán giả hả? Thì món quà này là của cô Jenny Long. Đấy. Gửi cho Say và Súa là 400 đô để mua tivi loại lớn 32 inch. Đây hôm nay mua một con tivi 32 inch của hãng Casper với giá là 4.390.000.
À, bao nhiêu nhỉ? 4 triệu 3 mấy nhỉ? Để xem nào. 4 triệu 390 nghìn, đúng rồi. Và mua một cái kệ tivi để tivi. Đấy. Cái kệ này thì anh em mình mua là 1 triệu rưỡi từ nhà chú Long. Chú ấy hỗ trợ là vận chuyển ship tận nơi. Ngoài ra thì anh em mình có mua thêm một bộ đầu chảo của nhà cô Tân Dịu là hết 500 nghìn. Một bộ đầu chảo, cho mang đây tranh nào. 500 nghìn bộ đầu chảo và một cái dây cáp HDMI. Để anh xin. Cái cáp HDMI này là 70 nghìn. Bởi vì là đối với cái dòng tivi này, nếu như mà lắp dùng cái dây thường ấy, cái dây thường mà cũ ngày xưa ấy, thì nó sẽ rất là mờ, tức nghĩa là độ phân giải của tivi nó sẽ bị mờ. Thế nên là dùng cáp HDMI này thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Thì tivi nó đã chất lượng, nó gọi là không quá là đắt. Đâm ra là mình phải sử dụng cái sản thiết bị nó tối tân nhất để có chất lượng hình ảnh tốt nhất. Còn cái dây này thì anh em mình sẽ đổi. Dây này là mua 100 nghìn để lắp cho nhà xính thọt. Bởi vì nhà xính thọt thì là truyền hình An Viên thì cần có phải có cái đầu này. Thì sẽ đổi cái này cho xính thọt và lấy của nhà xính thọt về để lắp vào nhà xanh. Cho nên tổng chỗ này anh em mình mua là hết. Chặt cái khóm tre này đi, thật ra anh em mình phát qua thôi. Phát qua cho nó quang và cho nó đỡ rậm thì nó sẽ đỡ muỗi thôi. Chứ còn bây giờ phát mà chặt hết thì nó sẽ rất là nóng đấy. Đấy, ổ điện từ nước ngoài mang về. Xịn sò thật sự. Đấy, bỏ, đúng rồi, bỏ tạm cái đấy ra. Cái này cho vào, cho vào bếp lửa. Các cái chương trình mà nhà xây được hưởng khi mua tivi ấy thì bảo hành thì là bảo hành 3 năm. Trong năm đầu tiên nếu như lỗi của nhà sản xuất thì sẽ được đổi mới hoàn toàn. 2 năm tiếp theo nếu như hỏng của lỗi nhà sản xuất thì sẽ được thay miễn phí, sửa miễn phí. Còn nếu mà lỗi như người dùng thì sẽ phải mất phí. Đấy là như vậy. Còn những cái gói đi kèm thì tivi này thì điều khiển giọng nói, tìm kiếm bằng giọng nói. Rồi là tích hợp Netflix, rồi tất cả các cái ứng dụng mà đang thịnh hành ấy. Nó bé nhỏ thôi nhưng mà sắt ra miếng mọi người ạ. Tiếp theo là 1 năm sử dụng. Bên điện máy xanh là khuyến mãi cho là 1 năm sử dụng các cái kênh cơ bản trong gói K cộng. Có V1, V2, V3, V5, V9, V7, V8 và các cái kênh giải trí khác nữa là miễn phí. Còn như K cộng 1, K cộng Plus hay là K cộng Phong Cách thì liên quan đến thể thao thì mất tiền thì không được. Ngoài ra thì còn được anh nghĩ lại để ở góc này luôn. Chị để á. Hơi thò thì hay là để ngang nhỉ? Để như này anh Duy. Để chéo chéo này. Chéo này thì mất diện tích. Góc này. Để như thế này thì lấy cái tivi về. Đặt thế này. Góc này thôi để cứ để như này hơi ấy một tí vì là không sao nhỉ. Hơi thò một tí thôi. Thế này thì nhìn vẫn ok mọi người, nó chỉ bằng cửa thôi. Đây có thể để đồ các thứ. Không để đồ nước đâu nhá, để đồ khô thôi, đồ điện hay là cái cây này thì để đồ nước thì không. Ừ. Cây nào để đồ nước nó cũng hỏng thôi. Đây là 1,5 triệu mọi người ạ, chỗ chú Long. Chỗ này là để đầu chảo. Ôi, có con tắc kè đây này. Tự nhiên có con tắc kè này. Đây là tắc kè đấy. Để dàn karaoke này. Đây để đầu chảo này. Đấy, mang ra theo nào.
anh em mình chuyển luôn để còn tiếp tục công việc. TV đẹp lắm anh ạ, nét lắm, xem 4K xem. Thế từ anh có cái rau? Thật ra thì số tiền 400 đô nó được khoảng 10 triệu cơ. Tuy nhiên thì anh em mình muốn tiết kiệm để cho xay được dùng những cái được mua những cái thứ khác nữa, không chỉ riêng là TV. Bởi vì là TV 32 inch với một nhà nông thôn xem cũng rất là sướng rồi. Và cũng rất là tiện lợi rồi. Có mà, có hết. Đấy, nếu mà lắp bằng cái dây cũ này nhá, cái dây truyền thống này này, thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ rất là kém. Phải nói là kém bởi vì cái độ hiển thị của TV ngoài dòng Sony và Samsung ra thì Tam Giác Mạch chưa thấy cái dòng nào mà nó ok cả. Tâm ra là dùng cái này nếu mà cái nguyên bản của nó. Cái này thì theo nhà sản xuất thôi, tuy nhiên thì kinh nghiệm của Tam Giác Mạch là dùng cái HDMI quen rồi. Ôi da. Nguyên tem. Đâu nhà mở đâu nào, mới đúng. Vâng. Chân đâu? Em bỏ cái đinh ra, có cái đinh đấy. Cái đinh ấy. Phải là cái đinh ở trong này. Ừ. Đấy, đâu đinh đâu. Đâu bỏ ra đi. Đây nhá, nút bờ nguồn đây nhá, xay nhá. Bấm nút ở đây. Vâng. Lúc nào mà nó hết pin ở nút này nhá. Nó còn pin là mình điều khiển. Pin điều khiển hết pin thì bấm nút này. Nó không đúng đúng không? Cầm nhé, cầm. Vừa đẹp luôn nhỉ. Trong cái thời lượng của video này thì khả năng là anh em mình sẽ chưa lắp cái đầu trả được luôn, bởi vì nó sẽ phải mất một buổi cơ. Thì anh em mình cũng sẽ cố gắng là lắp xong, và sau khi xong thì sẽ chia sẻ ở một video khác, trong một cái hành trình khác quay trở lại nhà của Say cho các bác cùng xem. Jenny Lau thì cô đã gửi quà cho cả nhà anh Vân một cái tủ lạnh đấy Say ạ. Rồi là có cả quà cho em vợ của Vân ấy, Mỹ đấy. Và có cả quà cho cả kênh anh nữa, nên là cô gửi về rất nhiều tiền để cho anh em đều có quà. Hôm nay bảo Súa lên để chiêm ngưỡng cái tivi, nhưng mà Súa lại đi bắn cá rồi nên là Say không đưa em gái lên được. Anh ở biển nó xanh nhưng mà vừa tay thôi ạ. Ừ, đoạn vừa đây mà vẫn chặt quá, nó lại cạch cái giữ chân rồi nhấc lên để đi xếp nhẹ thôi mà. Đây sách hướng dẫn sử dụng nhé. Xem nào, cái dây này là dây gì nhỉ? Thế này được, anh xem anh thấy anh mở ra anh ngửa lên cho em xem chỗ nào có cáp HDMI không góc này. À, có đấy, có hết đấy. Ok. Cái này đã. Cái này có gì à? Đầu chảo tiêu chuẩn. Thì em không biết bấm cái điều khiển này thế nào. Em đây bình thường nếu mà dùng cái dây biết là cái này là dùng cái dây của nhà sản xuất này thì cái chất lượng tín hiệu của nó thì là có thôi chứ nó anh không biết vấn cái nó xem rất là mờ luôn mọi người. Có cái YouTube đây nữa, có thì anh khác hướng dẫn hết không phải lo.
Tóm lại là cứ ngoan đi, rồi các bác thương rồi anh cũng sẽ hướng dẫn hết, không phải lo một cái gì cả. Ngày xưa anh bằng say thì anh còn chưa có nổi một cái tivi đen trắng, chứ nói gì là cái tivi xịn như này. Đi xây anten, một ông bố thì ở dưới, mình ở trên, sáng chưa, có tín hiệu chưa. À, tổng là anh em mình tính ra là hết là 1.500.000 cộng với 5.970.000, tính ra là 6 triệu đi, là thành 7.500.000 rồi. À đâu, 5.500.000, à 5 triệu cộng với 1.500.000 là 6.500.000 chứ, đúng không? Ừ, TV 4.390.000 thì thiếu 10.000 là không thành 4 triệu. À không thành 4.400.000. Còn anh em mình sẽ cộng ở trên cụ thể trên video cho các bác cùng nắm được. Dùng cái dây này thì xem nó nét hơn. Mình đã dùng TV nét rồi thì dùng cái dây đều cái thì nó sẽ cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mờ. Tùy vào điều kiện và tùy vào cái tivi mà bọn anh sẽ lựa chọn cái thiết bị nó phù hợp. Hiểu không? Hiểu. Ừ. Này. Ở đây bắt chạm không đứng cái gì luôn. Vâng, thoáng luôn. Cái này chỉ lên chỗ tét nước kia là chiến luôn. Có dây rút thì anh để co lại dây điện cho. TV này còn có cổng cho mạng LAN và cổng cho USB nữa, xịn thật. Và có cả cổng dành cho anten cũng như là cổng cho truyền hình an viên, đầy đủ hết. Đâu nhỉ? Dây TV đâu? Bây giờ nó hiện đại hết rồi. Nó cũng phải thay đổi để theo với thời cuộc thôi. Còn nếu mà không thay đổi thì... Ok. Đâu, điều khiển đâu? Mang anh xem nào. Sang một số này anh hiểu một nào. Cái này thì mình chưa lắp chảo nên là nó chưa có gì đâu nhé. Phải lắp cái chảo thu ở trên kia nữa đã. Anh sẽ kết nối wifi cho em. Ở đây thì em có thể bắt được wifi của nhà anh và xính. Thì không biết mở cửa không? Và nó tốt các kiểu. Thích lắm nhỉ. Ngày xưa anh chị ước như thế này. Cái này cứ kệ nó nhé. Nhớ là sấm sét, sấm chớp là rút hết điện nhé. Rút tổng luôn. Để điện nó không truyền vào, kể cả cái dây chảo em cũng phải rút. Không nó nhiễm điện là nó cháy hết thiết bị của mình, là rất phí. Cái này bỏ ra đi. Cái này dùng để tránh nước thôi mà. Bỏ đây cũng được, không vấn đề gì. Trước nhà em hay để nó mới và cứ cho bọc đi lông vào cho nó lâu. Sợ bụi. Bật wifi đã. Còn thừa nên là chắc điểm thận đã xay nhá. Cho những trường hợp mà cái kiểu như là cái khoảng nó bị tua thì mình cái này đổ. Thế nào? Kỹ hơn thì sai có thể là sau khi mà mình xem xong thì mình lấy cái khăn chùm nó vào cho nó đỡ bụi nhá. Xem tí toàn giác mạch đúng không? Anh ngồi đây đi. Anh ngồi đây. Đóng cửa vào mới nhìn thấy được, không là bị chói. Này anh em mình ngồi đây. Sai đã có.
Đây à, bây giờ mình tìm kiếm giọng nói nha, Say à. Tìm kiếm giọng nói thì em sẽ bấm vào cái mic. Đóng cả hai cửa đi, không nó chói, nó quay sẽ không nhìn thấy gì nữa. Đóng hết cả hai cửa. Rồi, được rồi, kệ nó đi. Nào bây giờ thử sử dụng tí xem nào. Thích tìm kiếm cái gì bấm vào. Ok xong nói. Bấm ok đi. Tạo ra mạnh. Không được nữa. Được, được. Rồi. Anh tam giác mạch. Đấy, ok chưa? Tôi tìm thấy một vài địa điểm gần bạn. Địa điểm thứ nhất là tam GIAC mắc tại 267 A tổ 7 TT Yên Minh. Địa điểm thứ hai là cánh đồng hoa tam giác mạch tại 3249 cộng 7 CW quốc lộ 4C Quản Bạ. Địa điểm thứ ba là vườn hoa tam giác mạch tại 78V2 cộng 36 Đồng Văn. Đây kênh tam giác mạch rồi. Ông ấy đi tìm địa chỉ nhà tôi thế này thì hỏng. Đây. Thích gì thì chỉ cần bấm vào đây thôi nhé. Là nó sẽ tìm kiếm. Đây. Không cần phải chỉ ở màn hình, em chỉ cần bấm vào cái nút này này. Cái nút mà có 3 màu đỏ, xanh, đỏ, vàng. Xanh lá cây này. Nó sẽ tìm kiếm. Đội này thì tìm hiểu, một ngày biết mà. Đấy. Còn những cái khác thì muốn mở YouTube thì mở phát được bấm vào đây luôn nhé. Đó, bởi vì cái này là nó là những cái sản phẩm khác như lúc nãy đầu video tao giáo mày đã nói rồi. Đây, giảm âm thanh ở đây nhé. Đấy. Đây là giảm âm thanh nhé. Rồi bây giờ anh thoát ra hết để sử dụng từ đầu. Còn TV thì nó khác. TV thì khi nào mà anh lắp chảo xong rồi anh sẽ hướng dẫn sau. Còn bây giờ trong nội dung này thì bây giờ trưa rồi, anh em mình phải ăn cơm đã. Đây, xem ca cộng đây. Ca cộng thì em được miễn phí 1 năm. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có mạng. Còn nếu mà dùng chảo ca cộng thì mình sẽ đóng gói theo gói cước thuê bao thì nó khác. Đấy, xem tivi các thứ luôn. Anh em mình sẽ hướng dẫn cho Say là dùng đầy đủ đồ đạc các thứ, đồ khô để trong kia nhé. Ví dụ em thích để điện thoại đấy chẳng hạn. Ok. Đấy, sướng luôn. Con này thì nó khác với các con khác mọi người. Vì là nó tích hợp, tích hợp cả hai cái điều khiển lại với nhau. Đấy, một năm được dùng miễn phí nên là Say sẽ có thể xem được những cái kênh truyền hình mà nó đã có sẵn ở đây rồi. Truyền hình nhá, bây giờ VTV1. Đấy. Nét chưa? Đây còn chưa phải là kênh HD nhé. HD thì phải dùng cái chảo HD. Là góc độ mình dùng wifi thì nó sẽ được 1080 thôi. Đấy. Ok chưa? Những tưởng chỉ thấy trên phim ảnh, những cảnh tượng sống trong bóng tối lại đang diễn ra ở giữa nước Đức hiện nay. Xem thời sự để biết thời tiết, biết tình hình các kiểu. Nếu điện mất thì không còn gì hoạt động cả. Các ông bà phải hiểu không còn gì. Tắt âm ở đây. Nút này tắt âm này. Này nó điếc luôn. À nó câm luôn. Hiểu không? Rồi, cơ bản như thế, bây giờ gom hết đồ lại đi. À, cái đầu chảo thì anh em mình cũng sẽ lắp, tuy nhiên thì phải nghỉ ăn trưa đã, xong mới hỗ trợ nhau lắp được. Và cái này thì sẽ mang đi cho nhà, mang đi cho nhà xính thọt này. Đấy, thì ở góc độ kênh thì hôm nay đã chi hết là 4.390.000 cộng với 670.000 thì tính ra là đã hết 5.060.000 cộng với cái tủ là 1.500.000 nữa là hết 6.560.000
là trong cái quỹ 400 đô của cô Jenny Lau gửi cho em. Thì số tiền còn lại anh sẽ trao đổi với cô xem là mua nhu yếu phẩm cho em hay là mua bất cứ một cái đồ gì cho em, hay là cho em tiền để tiêu vặt, hay là tiền để mua gạo, mua các thứ, hoặc là mình là mua gạo. Mua gạo để hai anh em ăn đúng không? Và thức ăn các thứ nữa. Thì đấy là món quà của cô Jenny Lau. Thì ở góc độ kênh cũng chân thành cảm ơn cô là đã có món quà dành cho kênh nói riêng, cho em Vân, cho bé Mỉ, cho hai anh em Say Súa. Những món quà rất là thiết thực và rất là cần thiết cho một gia đình để sinh hoạt. Thì hôm nay kênh một lần nữa là đã mua thêm và hoàn thiện cái mong muốn của cô là tặng gia đình một bộ kệ để tivi và một bộ tivi ngon lành. Thì cái chảo thì anh em mình hứa sẽ lắp đầy đủ. Tuy nhiên thì bây giờ 11 rưỡi rồi, cũng phải ăn cơm đã. Thì bé Say cũng sẽ có những cái lời cảm ơn để gửi tới cô Jenny Lau đã có món quà rất là lớn dành cho hai cháu. Bác Jenny Lau. Cháu cảm ơn bác Jenny Lau đã gửi tiền về cho cháu mua được một cái tivi cho cháu, cho chúc bác thật nhiều sức khỏe. Cháu cảm ơn. Nhớ những gì anh dặn này. Thứ nhất, điện đóm mà sấm chớp thì mình rút tổng và rút cái dây chảo ra là được nhé. Rút hết dây trắng, rút cái dây trắng kia là rút ra nó xem nó cháy. Còn cái dây chảo kia nó cũng dẫn điện nhé. Rất nhiều trường hợp đã bị cháy cái đầu chảo rồi, nên là khi mà sấm chớp là mình cũng rút ra, nhớ chưa? Nhớ. Không dùng thì tắt đi, và xem thì chỉ xem những cái chương trình mà nó phù hợp với lứa tuổi, thứ hai là nó phục vụ cho công việc học của mình và sống của mình thôi. Không xem linh tinh, không phải suốt ngày đi xem phim mông đâu nhé. Xem phim mông thì nó chỉ nhồi nhét vào đầu bọn em từ cái là tình yêu thôi, với cả là những cái ví dụ như là yêu đương chán đời xong là đi ăn lá ngón như thế là không được xem nhé. Anh mà lên xem tìm kiếm lịch sử, tìm kiếm mà có mấy cái mông mông đấy là anh xóa hết nhá, là anh cắt luôn đấy, nhớ chưa? Đi đâu thì khóa cửa đầy đủ vào, các thứ. Còn những cái anh dặn dò trong nhà thì cũng để ý đi. Thì có lẽ là anh em mình cũng xin phép kết thúc cái thước phim này. Thì một lần nữa là chân thành cảm ơn cô Jenny Lau và các nhà hảo tâm khác đã luôn luôn quan tâm đến những hoàn cảnh trên kênh Tam Giác Mạch. Thì đây là một cái món quà thật sự anh em mình là những người đi mua thôi, nhưng mà cũng rất là vui, bởi vì là nếu như có đi qua đây vào đây nghỉ ngơi thì cũng sẽ có những cái sự trải nghiệm và sử dụng ở đây. Đấy. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm và một lần nữa là hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào. Cảm giác quá tủ thêm ấm cúng hơn. Nhìn nó